Mấy ai như Vũ Khắc Tiệp, một mình chống lại cả thế giới, bảo vệ Ngọc Trinh bất chấp đúng sai. Trước lời chỉ trích Ngọc Trinh rẻ tiền phản cảm, ông bầu họ Vũ chưa bao giờ ngại xù lông để bảo vệ đàn em. Liên quan tới chiếc váy mặc như không gây tranh cãi của Ngọc Trinh tại thảm đỏ liên hoan phim Cannes 2019, Vũ Khắc Tiệp, ông bầu nữ hoàng nội y mới đây có cuộc khẩu chiến với siêu mẫu Thu Phương để bảo vệ đàn em. Cụ thể, Vũ Thu Phương gay gắt lên án Ngọc Trinh trên trang cá nhân. Bạn có quyền mặc gì mình muốn, nói gì mình muốn, nhưng tới một sự kiện văn hóa thế giới mà mặc đồ gợi dục thô thiển, thiếu văn hóa như thế là nhục quốc thể, nhục dân tộc, nhục ngành nghề bạn đang đại diện. Bạn nói bộ váy đạt được mục đích thảm đỏ, bạn là nữ hoàng gì đó thì có quyền mặc đồ gợi dục đến Cannes. Xin đừng bôi cho chát cháu lên Cannes, lên danh tiếng người Việt nữa, thật thảm hại cho nhãn hàng nào đã đầu tư cho chuyến đi này. Trước lời lẽ mà Vũ Thu Phương dành cho Ngọc Trinh, Khắc Tiệp nhanh chóng vào khẩu chiến ngay dưới bài viết. Anh bức xúc, Trinh bán nước phản động quốc gia hay sao mà nhục dân tộc hả em? Trinh có sao sống vậy và không giả tạo hay nổ bom gì đâu. Anh thấy cuộc đời Trinh vẫn đang vui và sống khỏe đẹp mỗi ngày. Anh chắc chắn một điều là cuộc đời Trinh toàn đóng vai chính và chưa đóng vai phụ một giây, rồi tung hô tự hào về thành tích của mình. Trinh không đụng chạm đến ai bao giờ. Anh nghĩ em đang chửi nhiều người, trong đó có rất nhiều sao thế giới đó em. Chỉ 5-10% những người có phim mới đến Cannes, còn 90-95% là khách mời đến dự ra mắt phim. Đính kèm câu trả lời Vũ Khắc Tiệp, gắn hình ảnh khâu miệng, với lời nhắc nhở Vũ Thu Phương, tu được cái miệng là bạn đã tu được nửa đời người. Xù lông bảo vệ nữ diễn viên vòng L56 giữa Bảo Thị Phi, Khắc Tiệp nhận không ít gạch đá tảng. Dẫu vậy, hết lần này đến lần khác, ông bầu vẫn một mực đứng ra bên vực Ngọc Trinh trước gạch đá dư luận. Trước đó, khi tấm hình Ngọc Trinh diện bikini sexy bị rò rỉ lên mạng xã hội, cô phải nhận không ít chỉ trích rẻ tiền phản cảm. Nhiều người cho rằng bức ảnh của nữ hoàng nội y không khác gì ảnh gợi dục. Thậm chí một blogger dùng những từ ngữ vô cùng quyết liệt để lên án Ngọc Trinh. Với lời lẽ của nữ blogger, Ngọc Trinh lên tiếng đáp trả. Không lâu sau đó, ông bầu họ Vũ cũng đăng đàn chặt chém kẻ phi lao. Anh viết, cái gì dơ từ trong gốc, có rửa tiền tỷ thì nó vẫn dơ, dơ cả cái resort. Thiết nghĩ nếu cô bé là thánh nữ hay một giáo viên mầm non hoặc một cô công chúa nào đó thường mặc áo dài trắng đi chùa, thì những từ ngữ nhẹ nhàng đó chỉ như gió thoảng qua trong cuộc đời huy hoàng của nữ hoàng nội y. Đằng này xem những hình cô bé chụp lại, GM mới thấy cô bé hồn nhiên và đáng yêu trong phát ngôn quá. Cô bé nói hình cô bé chụp là sang, còn Trinh là rẻ. Khắc Tiệp đáp trả nữ blogger, hay khi thấy gà cơn khóc sương mắt vì bị quản lý của hoa hậu Kỳ Duyên phỉ báng. Vũ Khắc Tiệp bức xúc đe dọa. Bầu Chân Dài cũng chia sẻ một số dòng tâm trạng của người này trên tường Facebook, chỉ đích danh và cảnh cáo nếu còn bị chuyện sẽ không để yên. Chưa bao giờ chửi ai trên Facebook cá nhân, vì đó không phải là cách hay, nhưng hôm nay xin phép cho mình chửi, không hiểu sao chuyện gì của nhà mình nó cũng nhảy vào được, anh viết. Ngoài việc sử dụng những từ ngữ khó nghe, Khắc Tiệp còn nhắc lại chuyện. Có người đã suýt xử lý quản lý Hoa hậu Kỳ Duyên, nhưng anh đã kịp thời ngăn chặn với hy vọng cho một cơ hội sống. Tuy nhiên, điều Khắc Tiệp không ngờ là ông trời bất công sinh ra nó với ngoại hình không được đẹp, sao lại cướp luôn tính cách của nó thế này. Đồng thời anh cảnh cáo người này, anh cảnh cáo từ giờ trở đi, một lần nữa là bị chuyện đặt điều. Anh và công ty của anh, trong các câu chuyện mua vui thì đừng nói anh hiền nhé. Tự nhiên phải đăng một status rác rưởi trên tường. Lâm Khánh Chi khoe loạt khoảnh khắc đáng yêu của quý tử đầu lòng. Lâm Khánh Chi đã thoải mái hơn trong việc khoe con. Mới đây, nữ ca sĩ đã khoe loạt ảnh đáng yêu của con trai Kim Long trên trang cá nhân. Chẳng còn ngại ngùng giấu kín, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi thoải mái khoe loạt ảnh đáng yêu của con trai Kim Long khiến nhiều người hâm mộ thích thú. Cách đây vài giờ trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi đang ảnh chụp cùng con trai trong lúc làm việc. Có thể thấy tường giấu kín con với những hình ảnh che bằng icon hay chụp hình không thấy mặt vì sợ những lời bàn tán. Nhưng giờ đây nữ ca sĩ đã thoải mái hơn để đăng ảnh con trai trên trang cá nhân. Con trai Lâm Khánh Chi được hơn 7 tháng tuổi, có tên đầy đủ là Trần Huỳnh Kim Long, tên thân mật gửi nhà là Bi. Trộm vía, cô Bi sở hữu ngoại hình khấu khỉnh, bụ bẩm, hay cười có nét giống bố và mẹ. Cô cũng chia sẻ ngày 10 tháng 10 tới đây sẽ là ngày tổ chức sinh nhật 1 tuổi cho con trai Kim Long. Lâm Khánh Chi cũng thường chụp ảnh những lúc con vui chơi đùa. Trong bức ảnh, nhóc tì nhà Lâm Khánh Chi trông khá bụ bẩm khấu khỉnh. Cậu bé sở hữu làn da trắng khiến ai cũng phải suýt xoa. Cậu bé có nụ cười tươi tắn, thích nhìn mọi thứ xung quanh, hay chu miệng đùa tinh nghịch cùng ông bà bố mẹ. Đến nay Bi được 7 tháng tuổi, được vợ chồng Lâm Khánh Chi cho tiếp xúc với môi trường bên ngoài nhiều, khiến cậu bé rất nhanh nhẹn và dạn dĩ hơn.
Cậu bé nhanh nhẹn lúc chơi còn lấy khung ảnh của mẹ, Lâm Khánh Chi chia sẻ vẻ đáng yêu của con trai Kobe. Thấy hình mẹ là vội tay chụp lấy liền, bảo hôn mẹ là hôn thôi. Vợ chồng cô rất hạnh phúc từ khi có bé. Bố mẹ gia đình hai bên đều vui và cưng chiều cháu. Với Lâm Khánh Chi, sức khỏe của con là điều cô lo lắng nhất. Chỉ cần con khỏe mạnh thì khó khăn cực nhọc bao nhiêu cũng không là gì. Cô tin mình sẽ làm được tất cả nhờ tình yêu vô bờ dành cho con như những bà mẹ khác. Nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi cũng thường xuyên xúc động với những lần ông xã Phi Hùng tự tay xuống bếp nấu cho vợ ăn, cũng khéo léo ru con ngủ. Sau gần 3 năm kết hôn, Lâm Khánh Chi hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng tên là Trần Huỳnh Kim Long. Sự xuất hiện của bé chính là niềm mong đợi từ lâu của hai vợ chồng. Có quá khứ ngộ ngáo, Hồng Ngọc giờ đã ba con sống sang chảnh tại Mỹ, xô kính lịch. Hiện tại, nữ ca sĩ có cuộc sống viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ca sĩ Hồng Ngọc sinh tại Bình Phước trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, gồm 5 anh em. Bố là tay trống, mẹ là ca sĩ phòng trà. Hơn 10 tuổi, cô đoạt giải nhất cuộc thi tiếng hát tên Hoa Phượng Đỏ. Hồng Ngọc là nữ ca sĩ có style thời trang khiến nhiều khán giả những năm đầu 2000 nhớ mãi. Mái tóc tém được nhuộm nhiều màu sắc cùng những bộ cánh hầm hố ngộ ngáo trở thành thương hiệu của cô. So với nhiều ca sĩ cùng thời, Hồng Ngọc không có nhan sắc ngọt ngào nữ tính. Có giọng hát trầm khàn nhưng chắc khỏe không khều khào. Chính vì vậy, cô mới được khán giả quẩy nhiệt tình mỗi lần cất tiếng hát. Sự nghiệp của Hồng Ngọc bắt đầu tỏa sáng vào những năm 2000 với Mắt Này Cha 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 của Sĩ Luân. Bài hát giúp cô đoạt giải ca sĩ yêu thích của làng Sóng Xanh. Ca khúc Vùng Trời Bình Yên mà cô kết hợp cùng Đàm Vĩnh Hưng cũng được khán giả phát cuồng. Hồng Ngọc từng kết hôn với nhạc sĩ Minh Nhiên vào năm 2002, nhưng sau đó họ ly dị trong sự tiếc nuối của khán giả. Để mau quên chuyện buồn, ca sĩ quyết định sang Mỹ lưu diễn. Thời điểm ca hát bên hải ngoại, cô gặp Thomas Tâm, doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Nữ ca sĩ cùng chồng Việt Kiều của cậu con trai 5 tuổi, họ mới đăng ký kết hôn và làm lễ cưới năm 2009. Hồng Ngọc và ông xã. Chồng Hồng Ngọc đảm nhận vai trò quản lý để giúp đỡ vợ phát triển sự nghiệp ca hát tại hải ngoại. Anh tổ chức show, còn Ngọc chỉ lo luyện thanh và hát. Ca sĩ từng chia sẻ cô tin tưởng tuyệt đối vào ông xã, ngay cả trang phục diễn như thế nào cũng nhờ chồng tư vấn. Hồng Ngọc phụ kính lịch diễn ở Mỹ. Hơn 10 năm bên nhau, tổ ấm của ca sĩ tràn ngập tiếng cười với ba nhóc, hai trai một gái. Con đầu Chứng Hân được 12 tuổi, bé gái thứ hai Hồng Ân 7 tuổi và con trai thứ ba Chứng Hào 4 tuổi. Gia đình Hồng Ngọc hiện đang ở biệt thự rộng 500m² ở thành phố Dallas, Texas của Mỹ. Có thời gian rảnh, vợ chồng Hồng Ngọc đưa các con đi du lịch, ba nhóc tì đều rất thích thú. Hồng Ngọc cho biết cô may mắn có gia đình hạnh phúc êm ấm, cuộc sống viên mãn bên chồng con. Hiện tại, sau hơn 10 năm chung sống, Hồng Ngọc trở nên nữ tính và đảm đang hơn. Ít ai biết rằng, cô gái tóc xanh, tóc đỏ, quần áo hầm hố năm nào, giờ đây bận rộn mấy. Thì cô vẫn hàng ngày đi chợ mua đồ tươi sống về nấu nướng chăm lo bữa cơm ngon cho chồng con. Quá khứ đi qua, hào quang vẫn động lại, nhưng sâu thẳm trong lòng Hồng Ngọc, vai trò người vợ, người mẹ vẫn là trên hết. Ngỡ ngàng trước màn lột xác hóa thiên Nga đầy nóng bỏng của em gái Mai Phương Thúy. Vẻ ngoài xinh đẹp, body nóng bỏng quyến rũ, cùng chiều cao khá ấn tượng đã giúp em gái Mai Phương Thúy thu hút được sự chú ý của công chúng. Em gái của Hoa hậu Việt Nam 2006 đã lột xác ngoạn mục trở nên nóng bỏng quyến rũ hơn trong bộ ảnh bikini gần đây. Là nàng hậu được nhiều người yêu mến, từ cuộc sống đời tư đến các thành viên trong gia đình Mai Phương Thúy đều được khán giả cực kỳ quan tâm. Đặc biệt hơn đó là cô em gái của cô nàng đang ngày càng đẹp lên trông thấy, thu hút sự chú ý của giới truyền thông và công chúng trong thời gian này. Em gái Hoa hậu Việt Nam 2006, sinh năm 1993, kém Mai Phương Thúy 5 tuổi, Mai Ngọc Phượng được nhiều người biết đến là cô em gái ruột duy nhất của Hoa hậu Việt Nam. Những ngày đầu xuất hiện bên chị, Ngọc Phượng chỉ mới hơn 13 tuổi. Cô nàng vẫn ăn mặc vô cùng giản dị, đeo kính cận và vẻ ngoài không quá xuất chúng như Mai Phương Thúy, khiến nhiều người bỏ qua. Em gái của Mai Phương Thúy được giới truyền thông chú ý khi xuất hiện bên cô chị Hoa hậu của mình. Sau nhiều năm, cô nàng đã hoàn toàn lột xác. Xinh đẹp xuất sắc ở tuổi 26, lột xác hoàn toàn ở tuổi 26, cô em gái của Mai Phương Thúy khiến công chúng đặc biệt chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp của mình, không còn là cô bé bốn mắt nhạt nhòa bên người chị Hoa hậu. Mai Ngọc Phượng giờ đã trưởng thành xinh đẹp với làn da trắng như ngọc, gương mặt vừa lai thanh thoát, kèm theo đó là hình thể đẹp hoàn hảo với ba vòng cực chuẩn. Đặc biệt, Mai Ngọc Phượng còn sở hữu đôi chân dài miên man cùng với chiều cao khá ấn tượng 1m78. Nhiều người tin tưởng rằng nếu tấn công showbiz, Mai Ngọc Phượng chắc chắn sẽ làm nên chuyện. Tuy nhiên, từ nhỏ cô nàng đã cho thấy mình không mấy mặn mà với giới giải trí Việt. Body hoàn hảo với ba vòng cực chuẩn của Mai Ngọc Phượng khiến người ta phải suýt xoa vì có khi cô còn đẹp hơn cả chị mình.
Cuộc sống sang chảnh và chuyện tình đẹp kéo dài 4 năm tới nay. Không tận dụng độ nổi tiếng của chị tấn công showbiz, Mai Ngọc Phượng chọn cuộc sống yên bình nhàn hạ. Cô thường xuyên có những chuyến du lịch cả trong và ngoài nước, có được cuộc sống sang chảnh đáng mơ ước đối với nhiều người, đặc biệt là một chuyện tình đẹp kéo dài hơn 4 năm tới nay. Cuộc sống sang chảnh đáng mơ ước của em gái Hoa hậu Việt Nam 2006. Do không phải người nổi tiếng nên Ngọc Phượng cũng rất thoải mái trong việc khoe ảnh chụp cùng bạn trai. Qua những tấm hình được đăng tải, người ta cũng dễ dàng nhận thấy nửa kia của Ngọc Phượng là một anh chàng điển trai vô cùng cưng chiều cô. Ngọc Phượng thường xuyên khoe ảnh cùng bạn trai, không cần quá nổi tiếng cũng chẳng cần tham gia tới showbiz. Mai Ngọc Phượng cũng được công chúng chú ý nhờ người chị hoa hậu nổi tiếng của mình. Hơn hết, nhan sắc ngày càng xinh đẹp cuốn hút của Ngọc Phượng cũng là yếu tố giúp cô nàng được nhiều người quan tâm, biết đến hơn, phải không nào? Sinh con đầu lòng mất 1 tỷ, Lâm Khánh Chi vẫn quyết nhờ mang thai lần 2 cho đủ nếp đủ tẻ. Dù tốn kém nhiều tiền của và công sức, nhưng Lâm Khánh Chi vẫn muốn sinh thêm một em bé nữa. Cách đây không lâu, Lâm Khánh Chi khoe con trai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo và mang thai hộ, khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Được biết, toàn bộ chi phí cho việc có con tại Thái Lan tiêu tốn của cô khoảng 1 tỷ đồng. Theo đó, số tiền hoàn tất cho bác sĩ, thuê người ban bầu, hộ khoảng 600 triệu đồng. Ngoài ra, chi phí đi lại sinh hoạt của vợ chồng Lâm Khánh Chi cho đến khi đứa bé chào đời rơi vào khoảng 300-400 triệu. Tuy nhiên, Lâm Khánh Chi chẳng nề nà chuyện tiền nong. Để có được hạnh phúc trọn vẹn thì 1 tỷ đồng cũng xứng đáng mà. Tôi làm ra tiền, tôi có khả năng thì đồng ý thực hiện. Trong một clip livestream mới đây, khi fan giục sớm sinh một bé nữa, cụ thể là bé gái, thì Lâm Khánh Chi cũng không ngần ngại chia sẻ ấp ủ của mình. Nữ ca sĩ cho biết nếu mọi chuyện suôn sẻ thì sang năm cô sẽ làm thêm một lần nữa. Tuy nhiên, cô sẽ giấu kín chỉ khi nào thành công thì mới khoe, bởi nói trước bước không qua. Sau khi lấy chồng sinh con, Lâm Khánh Chi ít đi hát mà tập trung và chăm lo cho gia đình. Trong lần chia sẻ này, cô cho biết khi con trai đầu lòng lớn và đi học, cô sẽ trở lại với ca hát và hy vọng được mọi người ủng hộ. Nhiều người hối Lâm Khánh Chi sinh thêm con gái cho đủ nếp đủ tẻ. Lâm Khánh Chi nói nếu mọi chuyện suôn sẻ thì sang năm sẽ nhờ mang thai hộ lần nữa. Con trai kháu khỉnh của Lâm Khánh Chi, chồng cô chăm sóc con trai rất chu đáo, được ca sĩ ngày càng trẻ trung và xinh đẹp.